Ở đây thì Long đang có rất là nhiều mẫu túi vải ở đây ha. Và cụ thể đó chính là túi canvas nha các anh chị. Long tin chắc là trước giờ thì các anh chị cũng đã nghe đâu đó về túi vải canvas ít nhất một vài lần rồi đúng không? Chúng ta có thắc mắc là tại sao người ta lại gọi nó là túi vải canvas không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này ha. Trước khi bắt đầu vào nội dung ngày hôm nay thì Long cũng muốn giới thiệu lại cho những anh chị nào lần đầu tiên xem qua video trên kênh YouTube Quà Tặng Viva nha các anh chị. Quà Tặng Viva là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp cho các công ty này, xí nghiệp này, các cơ quan nhà nước nha các anh chị. Một số sản phẩm mà Quà Tặng Viva đang thực hiện ví dụ như là in logo này, khắc logo lên bình giữ nhiệt này, ly sứ ấm chén này, sổ tay bút ký này và các gift set quà tặng nữa nha các anh chị. Gift set quà tặng là những bộ quà tặng mà được thiết kế riêng dành cho các anh chị ha. Nếu như các anh chị quan tâm đang tìm kiếm những sản phẩm quà tặng để tặng cho người thân, người quen, bạn bè hoặc là tặng cho khách hàng này, đồng nghiệp trong công ty này thì các anh chị có thể liên hệ ngay với Quà Tặng Viva nha. Quà Tặng Viva có văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các anh chị ở Hà Nội, các anh chị có thể đến 149 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Còn nếu như các anh chị ở tại Thành phố Hồ Chí Minh á, các anh chị có thể đến là 337-4 Tân Kỳ, Tân Quý nha các anh chị. Long cũng sẽ để thông tin liên lạc với Quà Tặng Viva trong phần mô tả. Các anh chị có thể mở phần mô tả để các anh chị có thể liên hệ với Quà Tặng Viva nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung đầu tiên ha, đó chính là túi vải canvas là gì. Túi vải canvas thì các anh chị có thể hiểu á, túi vải canvas là được làm từ vải canvas nha các anh chị. Cái vải canvas này là gì? Thật ra đây là vải được làm từ sợi cây gai dầu nha các anh chị. Cây gai dầu á thì nó có tiếng Latin á, đó chính là canvas, cho nên là người ta gọi đây là vải canvas nha các anh chị. Cũng giống như là túi ni lông này thì được làm từ ni lông này, hoặc là túi giấy thì được làm từ giấy này, thì túi vải canvas được làm từ vải canvas, và canvas có nghĩa là tiếng Latin của cây gai dầu nha các anh chị. Túi vải canvas thì có rất là lâu rồi các anh chị. Có thể từ thời xa xưa là người ta đã sử dụng cây gai dầu để tạo ra những phần vải này nè, để mà người ta làm cánh buồm của thuyền buồm á, để mà người ta có thể di chuyển trên biển ha. Ngày nay thì túi vải canvas được sử dụng rất là nhiều ha, trong thời trang này cũng như là trong thiết kế túi này, ba lô như thế này nha các anh chị. Thì hiện tại Quà Tặng Viva cũng nhận sản xuất túi canvas nha các anh chị. Bên mình nhận số lượng tối thiểu là khoảng 200 túi. Bên mình có nhận in logo lên túi như thế này nè các anh chị, để các anh chị có thể quảng bá sản phẩm và thương hiệu của mình ha. Túi vải canvas thì Long đã làm một video để giới thiệu rất là chi tiết cụ thể cho các anh chị rồi ha. Nếu như các anh chị muốn xem lại video giới thiệu về dịch vụ sản xuất túi canvas đó, các anh chị có thể xem thêm trong phần mô tả nha. Túi canvas thì có rất là nhiều kích cỡ khác nhau ha. Ví dụ có những cái túi nhỏ như thế này, đa phần thì nó sẽ có những cái túi to như thế này các anh chị. Đấy, to như thế này ha. Trong phần miệng túi này có thể là có dây kéo hoặc là không có dây kéo nha các anh chị, nhưng mà đa phần là không có dây kéo ha. Đây là cái túi mà Long thấy là phổ biến nhất này, mọi người hay dùng cái túi này ha. Các anh chị in logo lên túi vải thì có nhiều vị trí để các anh chị thể in ha. Ví dụ các anh chị có thể in mặt trước như thế này mà không in mặt sau, hoặc là các anh chị có thể in cả hai mặt luôn ha. Nếu như các anh chị quan tâm về dịch vụ sản xuất túi vải cũng như là dịch vụ sản xuất túi canvas để quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình thì các anh chị có thể liên hệ ngay với Quà Tặng Viva nha. Thông tin liên lạc thì Long để trong phần mô tả, hoặc là các anh chị có thể đến trực tiếp văn phòng của Quà Tặng Viva ha, ở một trong hai địa chỉ là 149 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc là các anh chị có thể đến 337-4 Tân Kỳ, Tân Quý tại Thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ha, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video mới.